Vâng, như vậy là mãi thì cũng có thể sửa được xong cái máy của Xuân Luyến. Bây giờ thì trận đấu mới chính thức được bắt đầu. Trận đấu đầu tiên, thấy ông ngay lập tức đến từ màn hình máy của ông anh. Tươi. Rồi tập trung vào đá hiêu trước. Sẽ có 3 con về nhà sớm. Vâng, bầy và bãi quả đầu đã thấy rồi. Cánh rừng cũng đã thấy. Chỉ chạm 3 thôi. Trận đấu đầu tiên. Đến màn hình máy của chim sẻ. Vâng, có một con voi về nhà rồi, S đầu được đóng sớm rồi. Cả hai game thủ Việt Nam của chúng ta đều đang đánh bài tàu. Một người 9 giờ và một người 6 giờ. Như vậy là mặt 12 giờ và 3 giờ sẽ là nhà của đối phương. Trận thi đấu mang tính chất chung kết. Ai sẽ là người dâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN tại Hàng Châu? Áp lực là rất lớn đè nặng lên đôi vai của Sở Luyến và Sai Long. Cả cộng đồng Trung Quốc mong chờ một chiến thắng đến từ hai cầu thủ Trung Quốc để khẳng định Seng là của Trung Quốc. Nhưng Chim Sẻ Lắng và Hồng Anh sẽ có thi đấu với một quyết tâm là rất cao. Mình đến đây với tâm lý cửa dưới, nhưng hiện tại mình đang làm được cái điều khiến cho cả cộng đồng Trung Quốc run sợ. Thêm voi nữa dành cho Chim Sẻ. Hay rồi. Hay rồi. Rồi, con voi thứ hai về nhà thành công. Dân ra đóng nghe. Rồi, như vậy là bầy hiêu đầu nằm ở sát cánh rừng dừa luôn, đẹp luôn. Rồi, một chiếc vét đầu quá đẹp rồi. Chim sẻ sẽ rất tỉ mỉ phải đá lốt hai con hiêu kia về. Không, xin lỗi bạn, đây là một chiếc vét thứ hai. Chiếc vét ăn cả rừng và hiêu. Bài khá đẹp. S3 được thiết kế ngay ở phút thứ 5. Kinh khủng khiếp. 5 phút đóng 3S. Màn hình máy của Hồng Anh cũng có một bầy hiêu gần với chiếc BS ăn gỗ cánh rừng thông. Cũng đẹp. Cứ nhân S nhân 2 nhân 3 thế này là sẽ rất tuyệt vời. Rồi, rất may, rất hay dành cho Hồng Anh. Đã được hai con hiêu lấy lên rồi. Thế nhà của Hồng Anh cũng rất khung. Thêm một chiếc bét nữa ăn cánh dừa phía bên ngoài để ăn được cả hiêu. Đồ ăn ở trận thiếu là gọi là bình thường. Không quá đẹp.
Rồi Sen Long là người chủ động tăng suất game. Có lẽ là bài Sen Long đẹp đấy, ép mắc đấy. Nên đến giờ phát là thường thì như ông nào đánh mà bài đẹp ép kiểu mắc thì sẽ rất nhớ. Cứ đến giờ là sẽ tăng speed game ngay. Để thông báo với đối phương rằng bài mình được. Ờ, cứ thông báo đi. Còn đây là màn hình máy chim sẻ. BM sẽ là 9 bao nhiêu đây? 94x 25 cộng 1 950 51 26 dần. Hồng Anh cũng là 950, hai nhà lên đời bằng nhau khi khít. Bên mình ép đời cũng là rất mắc bình dành cho cặp đôi song sinh Việt Nam. Người Trung Quốc người ta gọi là rồng song sinh đấy. Hai con rồng của Việt Nam. Bắt đầu ra ruộng. Màn hình máy của chim sẻ. Anh quý. Không khí ở đây thì có lẽ chúng ta ai mà đang ở đây thì không khí nó rất là rợn người. Và bây giờ chỉ cần ông nào đánh dám kiểu dám xịt thôi. Ê, cái rồi. Nghe thì rõ lắm. Nghe sẽ cực rõ luôn. À. Không khí lạnh. Vâng, im mắng. Lạnh lẽo đến ghê người. Thunder đầu tiên, 4 nhà sóc. Đây, TR đầu tiên đi. Và không biết là chim sẻ sẽ gặp ai đây. Mình ép đời cũng là mắc binh rồi nên không ngại ngần gì mà phải để TR đầu ở nhà mà thủ cả. Như vậy là gặp 17 sơ luyến. Sơ luyến cũng đã nhìn thấy chim sẻ, quay lại bắn nhau ngay. Vâng, cùng đời cũng chẳng mất máu nào. Có lẽ ăn 1-2 phát bắn nữa là cùng. Vâng, sơ luyến giật quần lại. Chim sẻ đang muốn tạt luôn hay sao? Hay là đi đường vòng? Sẽ lại hai đứa lại gặp nhau giữa bản đồ thế này. Thông báo là mồ hai sẽ long tạt sang nhà chim sẻ một tơn. Nhà của Hồng Anh nghe vậy là cũng hơi thốn. Thế nhà Hồng Anh không quá đẹp. Thế nhà Hồng Anh mà bị kia gặp quân. Vâng, đứng quân rất ghê. May mà chỉ chết một con thôi. Không vấn đề gì, mình cũng leo lại lên dốc. Một đều gỡ hòa luôn. Hồng Anh đang điều cung cực kỳ hay. Mặc dù là đi lỗi một phát. Sen Long thấy bảo đánh có 4A thôi, còn Hồng Anh thì là 5A cơ. Ui rồi, bài hơi khó đi đấy. Màn hình máy của chim sẻ đang lọt giữa ruộng chính sở luyến ngồi một tơn. Hay lắm em ơi. Vẩy e rồi, bắn sạch đạo ruộng này. Tươi luôn. Tươi luôn, rồi té. Rồi sở luyến cũng đang mon men lên đây. Chim sẻ đang có khá nhiều lợi thế trước sở luyến. Sau một ta một pha lọt vào. Rồi, sơ luyến đang không có cửa trước chim sẻ. Các bạn có thể thấy chim sẻ đánh rất tự tin trước sơ luyến. Đuổi theo đi, đừng để nó tạt ảo Hùng Anh. Sẽ có một khả năng sẽ có một tơn tạt của mùa 7 sang nhà Hùng Anh. Màn hình máy của Hùng Anh
đang bị ốp ở nhà rồi. Vẫn đang đỡ được, hiện tại vẫn đang đỡ được. Chưa chết hẳn đâu. Vâng, tham lai 60 cơ, đỡ được đấy. Nhiều khả năng còn bắt được cả quân luôn. Rồi có chim sẻ đây, bắt luôn. Hay quá, sẻ lòng như cá nằm trong giọ rồi. Chạy đi đâu? Bây giờ cho Long ăn đặc sản Việt Nam đi. Đặc sản Việt Nam thì không phải là chuồn chuồn đâu mà là vẩy e đấy. Ăn mấy cái móng e có ngon không hả Long? Rồi, quá tuyệt vời. Bắt sạch đạo quân đi công của Long. Hay lắm. Màn hình máy của chim sẻ 78. Bắt đầu bắt xong và kéo quân về, tránh cái việc mà bị sơ luyến đẩy sớm. Lâng cấp đầu máu ở phút thứ 20. Phối hợp là cực kỳ tuyệt vời, đúng cái đạo quân mà đi đuổi theo sơ luyến. Nhưng tham của Hồng Anh vẫn bé hơn Sen Long. Lượng quân quyến đẩy lên cũng đang là khá đông, nhưng chim sẻ mang quân cứu viện về rồi. Đang muốn vây bắt tên này. Vâng, vậy e. Hai bên đang bánh mì kẹp thịt nhau, quân tắc trong nhà. Tắc kìa. Tắc quân em ơi. Tắc quân nhà kìa. Lắm quân cung đấy. Vâng, lắm quân cung bị tắc. Màn hình máy của Hồng Anh ở giữa hai nhà này, bắt luôn. Giữa hai nhà bắt quân luôn được không? Chỗ bãi quả gần nhà chim. Và sơ luyến cũng ôm vào. Tên này sơ luyến lọt vào. Chú ý vào, bắt hết quân, giữ tham và bắt quân. Chim sẻ mất chưa mất nhiều, nhưng đổi lại sơ luyến cũng đang mất khá nhiều quân. Đồ con đường này khó lên, không lên được đâu. Nhà sơ luyến đẹp quá. Cố gắng bắt hết quân của sơ luyến trong nhà mình đi tươi. Vậy e ở nhà đi kìa. Không được, không có tay mà làm những cái việc đó. Đang mất nhiều tay. Hồng Anh, 59 rồi, liên tục bị xe nòng dí lên. Vâng, các bạn có thể thấy đội bạn phối hợp ốp nhà là hay như thế nào. Vâng, mỗi không cho bên mình cứu nhau, một đánh một. Tham Lai vẫn đang cần. Sơ luyến Tham Lai chỉ ngang Hồng Anh thôi. Sơn Nông đang có rất nhiều quân ở cửa khu vực nhà của Hồng Anh. Cùng của Hồng Anh thì đang có rất nhiều con thư binh. Bây giờ thì đang một pha điều quân, Hồng Anh đang phòng ra sau nữa rồi. Hồng Anh đang muốn phòng ra sau bắt. Liệu có bắt được tên này không? Bắt tên này ngon luôn. Điều đi nào. Điều đi thôi. Sen Long đang bắn A, Sen Long có lẽ đang mất tay ở nhà. Sen Long đang bắt mất tay ở nhà rồi. Đó là lý do vì sao. Vâng, chim sẻ đúng là như vậy. Chim sẻ đang lọt thẳng vào nhà của Sen Long rồi. Hồng Anh đẩy lên đi, đấu quân liên tục. Sen Long đang mất tay và có lẽ sẽ phải giật đạo quân kia về. Hồng Anh có chặt gấu hai chưa? Rồi, đúng thời điểm nhảy lên. Không, chưa chặt gấu hai. Yếu lắm. Chưa có chặt gấu hai. Bài xe đồng đẹp quá. Màn hình máy của chim sẻ 96 rồi. Đánh 22 như này nó khác với việc đánh 33. 22 là mất nhà mà không lấy được mạng người còn lại bên kia thì là khoai. Vâng, vậy e. Vậy e quá hay. Bên mình có lẽ là đang yếu thế hơn. Vâng, Hồng Anh cố gắng cầm chân Sen Long nhá, để chim sẻ lỗ ốp sờ luyến một tên tất tay này. Chim sẻ đang có tham lai 101 rồi. Ừ.
Màn hình máy của ông anh. Mất A từ này, từ từ nhưng cố gắng bắt quân sơ luyến ở trong đi. Để chim sẻ liệu có lấy được nhà sơ luyến không. Đẩy thế một đổi một. Mình mất một nhà thì người ta cũng phải mất một nhà. Không, nhưng sơ luyến đang rền rứ. Sơ luyến đang rền rứ và giật ở phía bên trong. Vâng, Hồng Anh đã không trụ vững. Trong khi đó thì sơ luyến vẫn đang giữ vững được. Chưa mất. Lợi thế là nghiêng hẳn về bên kia rồi. Hồng Anh 48, 47. Vâng, đang bị xe nóng đốt nhà. Xe nóng đốt e rất khoai, rất khó chịu. Xe nóng kéo quân đi đâu đây? Kéo hết về nhà sao? Màn hình máy của chim sẻ. 140 rồi. Công R là mắc công nghệ. Vâng, tuần này chuẩn bị dí 3-4-4 kích. 4 kích lên sơ luyến. Sơ luyến cũng đang có rất đông quân ở nhà thủ. Tập trung ốp đạo dưới trước được không? Bắt hết đạo dưới trước. Dí sát vào. Ở nhà sóc thật đều quân ra. Không, anh có quân sang nhà chim đi. Mang hết sang. Sơ luyến cũng đang không thể giữ được nữa. Nhưng sơ luyến vẫn còn quân. Đây rồi, xe nong đã tới đây. Để lây chờ 7 tấn này, đúng rồi. Vâng, lượng quân ở nhà kinh khủng tởm. Long đang ốp vào. Vâng, lấy được nhà thừa luyến mà lại giữ được nhà thành công thì nó kinh khủng đấy. Vâng, tham lai tụt xuống 40 tham. Đang khoảng 150, bây giờ còn 108 rồi. Trong khi đó ở nhà không trụ vững được nữa rồi. Có lẽ tỷ số sẽ là 1-0 dành cho các cầu thủ Trung Quốc. Như vậy là resize rồi. 1-0 dành cho Xe Long và Sơ Luyến. Một trận thi đấu mà bên mình đã đánh ngay rồi. Nhưng bài của Long đẹp quá. Bài Long quá kinh khủng. Luyến thì không có cửa với sẻ rồi. Nhưng Hồng Anh lại yếu hơn. Bài dừng xấu hơn. Rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai.